Theo báo cáo của văn phòng thường trực Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thì tính đến ngày 12 tháng 10, mưa lũ kết hợp triều cường đã gây ngập hơn 3.160 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp, thiệt hại 115 ha, hai ao cá, 83.000 chậu qua kiển và một phai cống. Trước tình hình trên, sáng nay ngày 20 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa cùng đại diện các sở ngành đã có chuyến khảo sát thực tế tại một số địa phương như huyện Châu Thành, huyện Lấp Dò và thành phố Sa Đéc bị ảnh hưởng do mưa lũ kết hợp triều cường. Tại địa bàn huyện Châu Thành, đoàn đã đến khảo sát tình trạng ngập bờ bao ô số 17 xã Tân Bình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị địa phương tăng cường gia cố bờ bao để giảm tối đa thiệt hại cho nông dân. Tại đây, ông Phạm Thị Nghĩa cũng đã cùng lãnh đạo địa phương khởi công xây dựng cầu nông thôn do quỹ cộng đồng năng đoạn kim cương Việt Nam tài trợ. Tại xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, đoàn đã đến khảo sát thời dùng trồng qua kiển cỏ nhung Nhật Mưa lũ đã kết hợp triều cường những ngày qua đã làm hư hỏng 6,5 hecta cây ăn trái và 7 hecta qua kiển. Ngoài ra, dở một đoạn đê bao ở ấp Đông Quế gây ngập 6 hecta cỏ nhung, trong đó thiệt hại hoàn toàn 2,1 hecta, thiệt hại 424 triệu đồng. Trên địa bàn huyện Lấp Giò, đoàn đã đến khảo sát và thăm một số vườn cây ăn trái tại xã Tân Khánh Trung, đồng thời khảo sát tình hình thi công công trình kè Tân Mỹ thuộc dự án xử lý cấp bách sạt lở bờ sông Tiền. Hôm nay ngày 20 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu và lãnh đạo một số sở ngành có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tâm Nông và thành phố Cao Lãnh về chủ trương tổ chức hoạt động kỷ niệm và mừng xuân năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm chia tách huyện Tâm Nông, 10 tháng 8 năm 1983, 10 tháng 8 năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu và lãnh đạo các sở ngành tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đồng thời đề nghị quyền tâm nông hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch trên tinh thần tổ chức trang trọng ý nghĩa. Đối với đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Lãnh về tổ chức cuộc thi phương án thiết kế công trình đường qua xuân Tết Quý Mão năm 2023, ông Đoàn Tấn Bửu đề nghị thành phố Cao Lãnh nghiên cứu thêm việc kết hợp giữa đơn vị thiết kế và đơn vị thi công đường qua nhằm hạn chế tình trạng thiết kế đạt giải nhưng khó thi công. Cũng trong sáng nay 20 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 105 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Tính đến hết năm học năm 2021-2022, cả nước có hơn 15.400 trường mầm non và hơn 15.300 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Có 31 tỉnh, thành phố ban hành văn bản quy định chính sách hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập, tư thục có trẻ là con công nhân. Qua rà soát có 858 cơ sở đủ điều kiện nhận hỗ trợ với kinh phí dự kiến hơn 20 tỷ đồng. Tại Đồng Tháp hiện toàn tỉnh có 186 trường mầm non. Riêng năm 2022 khởi công mới 15 trường và 19 trường xây dựng chuyển tiếp với kinh phí 129 tỷ đồng. Hỗ trợ hơn 1.500 trẻ em mẫu giáo ăn trưa với kinh phí gần 2 tỷ đồng, có 8 cơ sở đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp nơi có nhiều lao động di dần. Kỷ niệm 92 năm Ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hành trình khởi nghiệp của hai chị em gái Huỳnh Thị Thanh Nhàn và Huỳnh Thị Thì Nhớ. Đây là hai cô gái trẻ của đất Sang Hồng đều tốt nghiệp đại học tại thành phố Hồ Chí Minh và quay trở về quê nhà tại thành phố Cao Lãnh để thực hiện ước mơ khởi nghiệp từ trồng nấm. Nhàn cho biết với kiến thức có được từ giảng đường và kinh nghiệm thực tiễn 5 năm tại nơi làm việc, đồng thời nhận thấy thị trường của cây nấm rất tiềm năng và nhiều cơ hội để phát triển tại Đồng Tháp. Vì vậy, Nhàn đã đề nghị em gái mình tham gia lớp tập huấn về trồng nấm tại trung tâm ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao sau đó về quê mở cơ sở trồng nấm tại quê nhà ở xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh. Hiện thực quá ý tưởng của chị, năm 2000, nhớ trở về quê và thành lập cơ sở trồng nấm Huỳnh Gia. Từ số tiền tích lũy và số vốn hỗ trợ từ gia đình, hai chị em đầu tư trang thiết bị, tự thiết kế nhà trồng. Một năm sau, nhà chính thức về quê và cùng em gái làm chủ cơ sở nấm. Mặc dù diện tích nhà trồng nấm còn khá khiêm tốn, với khoảng 500 mét vuông, nhưng có thể thấy cơ sở trồng nấm Huỳnh Gia là mô hình sản xuất khép kín, trồng đa dạng các loại nấm, đặc biệt là các giống mới như hoàng đế, chân dài, hoàng kim. Cơ sở cũng đã được cấp chứng nhận diệt gáp vào tháng 8 năm 2022. Theo thông báo của Bộ Công an, thời gian qua trên thế giới và khu vực, tình trạng lạm dụng chất caffeine làm chất độn để sản xuất ma túy dạng bánh, dạng viên diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở khu vực Tam Giác Vàng, nhằm phòng ngừa ngăn chặn không để xảy ra tình trạng sử dụng chất caffeine làm chất độn để sản xuất chất ma túy trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành tỉnh, ủy ban nhân dân huyện thành phố tăng cường kiểm soát các hoạt động liên quan đến caffeine. Theo bản tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, mực nước thực đo ngày hôm nay tại thành phố Hồng Ngự là 3,43 m, ngày mai tăng lên 3,46 m. Tại Sa Rài Tân Hồng, mực nước thực đo ngày hôm nay là 3,44m, ngày mai tăng lên 3,45m. Tại Tràm Chim Tâm Nông, mực nước thực đo ngày hôm nay là 2,70m, ngày mai dự báo tăng lên 2,72m. Tại Trường Xuân Thấp 10, mực nước thực đo ngày hôm nay là 2,11m, ngày mai dự báo tăng lên 2,13m. Tại thành phố Cao Lãnh, mực nước hôm nay là 2,25m, ngày mai dự báo tăng lên 2,32m. Tại thành phố Sa Đéc mực nước ngày hôm nay thực đo là 2,03m, dự báo ngày mai mực nước tăng lên 2,05m.